Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người combo bộ sản phẩm, đó chính là bộ ly hợp từ hay còn gọi là bộ lốc điều hòa của xe Toyota Camry 2.4 2003 đến 2005. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp. Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm là một bu ly đầu lốc liền bi, một mặt hít và một bun điện. Đây, anh em có thể nhìn nhé. Đây. Đây. Bu ly của Camry này thì cái bản của nó sẽ to hơn với Innova. Nó cũng vẫn chạy là đôi 46, 6 rãnh là 7 PK, nhưng mà cái đường kính của nó thì sẽ khác anh em nhé. Nó sẽ hơi to hơn nên là không thể sử dụng chung được. Đó. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó chính là bộ đầu lốc hay còn gọi là bộ ly hợp từ của xe Toyota Camry 2003-2004. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.